Gói thầu số 18 thi công nạo vét các tuyến kênh rạch và xây dựng kè chống sạt lở bờ sông đoạn thuộc phường An Khánh của Ninh Kiều do ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư vừa gây ảnh hưởng sụp lún nhà dân cặp tuyến rạch Mương Củi. Vị trí sụp lún được xác định từ quán cà phê thời gian trên đường Nguyễn Văn Linh vào trong tiếp giáp với đoạn đang thi công. Nguyên nhân là do đơn vị thi công đào kênh rạch đặt cống hợp ngang 4m, phương tiện cơ giới móc ngay phần nền nhà cặp kênh Trước đó, các gói thầu số 17-19 thi công nạo vét các tuyến kênh rạch trong nội ô quận Ninh Kiều do Ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư cũng làm sụt lúng, hư hỏng hàng chục trường hợp nhà ở của các hộ dân cặp kênh rạch.